Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cụ thể. Nguyên liệu mình chọn đó là cánh ô dô loại lớn, cánh ô dô tím nhỏ, nhị bánh bao, đế lớn, hạt vặt nước, dây cước, kẽm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn xỏ hạt cườm kết hoa. Mình sẽ kết tầm dùng dây cước xuyên qua lỗ. Chú ý để hai cườm dây cước này bằng nhau sẽ dễ làm hơn. Sau đó đặt cánh tiếp theo bên cạnh cánh đầu tiên, nhớ đặt cùng chiều. Khi đấy bạn sẽ thấy hai sợi dây cước, một sợi khi xỏ vào thì một sợi sẽ ở phía trên và một sợi sẽ ở phía dưới. Ta dùng sợi ở phía trên này đâm xuống đây, sợi này đang ở phía dưới, ta đâm ngược lên trên. Tiếp theo đặt cánh thứ ba vào đâm xuống, sợi ở phía trên đâm xuống, sợi ở phía dưới đâm lên. Cứ tiếp tục như thế cho đến khi hết cánh hoa. Ở đây mình sẽ chọn làm 6 cánh. Sáu cánh đã xỏ xong sẽ thành một hàng như thế này. Cái sợi ở phía trên này bạn sẽ xỏ lại cánh đầu tiên, vòng đến cánh đầu tiên đâm xuống, sau đó chúng ta buộc lại. Chúng ta sẽ được một tầng cánh. Để làm tầng cánh như thế này, chúng ta sẽ đặt hạt pha lê này và hạt pha lê này chồng lên nhau. Tương tự sâu hạt cườm vào như một cánh hoa, coi như đây là một cánh. Giờ chúng ta sẽ ghép hoa, bao gồm một tầng cánh ngửa, một tầng cánh úp có kèm hạt giọt nước và hai tầng cánh ô dô. Chúng ta dùng dây kẽm xỏ qua hạt bánh đa. Gấp đôi sợi kẽm lại. Chúng ta khi sâu các tầng cánh lại với nhau thì chú ý phải sâu vào ở phía giữa của cái tầng cánh đấy, không có sâu vào những cái lỗ ở bên cạnh, những cái lỗ chúng ta đã sâu những cánh hoa lại với nhau. Sâu xỏ vào ở phía chính giữa của cái tầng cánh đấy. Tầng này tầng nửa. Chúng ta chú ý cắt chiều của các tầng cánh.
đế lớn, xỏ hai sừng kẽm vào hai cái lỗ của đế lớn. Bóp thật chặt giữa nhị và cái đế để cho các tầng cánh nó không xê xích, bông hoa sẽ được chặt hơn. Chúng ta sẽ vặn sợi kẽm lại. Sửa lại một chút. Chúng ta đã được một bông hoa như mẫu.